Chào các bạn, hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn đó là một cái mẫu mà cây nành heo rừng cũng rất là nhỏ nhỏ xinh xinh rất là đẹp nhé. Thì các cái mẫu nhỏ nhỏ như này thì rất là phù hợp cho những anh nào mà tạo người nhỏ nhỏ thì đeo nó rất là phù hợp, tại vì nó cũng không quá to và nó cũng không quá cong, nó cũng không quá dài. Thì ví dụ như các bạn mà về các bạn đeo mà các bạn có thấy nó hơi dài quá ấy, thì một vài mẹo để cho các bạn có thể đeo nó phù hợp thì các bạn có thể cắt ngắn bớt nó đi cũng được. Thì ví dụ như các bạn có thể ướm lên cổ của các bạn mà các bạn thấy cái khoảng cách mà cái độ dài nó khoảng tầm bao nhiêu mà nó phù hợp với các bạn ấy, thì các bạn có thể cắt đến cái chỗ đó thì làm sao phù hợp với cái kích thước mà các bạn mong muốn thì nó sẽ rất là hợp nhé. Tại vì nanh heo mà nó cũng không 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 sợ thế đâu, nó không có sợ xấu đâu các bạn ạ. Đó thì các bạn nhìn kỹ cái phần nanh thật này, các bạn nhìn bên trong cho đến bên ngoài, cái phần vân nanh của mình nó rất là đẹp, đẹp từ phần vân cho đến phần phần men nhé. Còn cây này của mình nó rất là trắng, rất là đẹp.